Gu theo trang chặt chém của Mai Ngô tại Miss International Queen Việt Nam Đại sứ Hoàn Mỹ 2023. Trải qua tập 4 Miss International Queen Việt Nam Đại sứ Hoàn Mỹ 2023, Mai Ngô gây ấn tượng về phong cách thời trang độc đáo tươi sáng. Tập 4 Miss International Queen Việt Nam Đại sứ Hoàn Mỹ 2023 chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt giữa 4 đội thi và đã có thêm 2 thí sinh phải dừng cuộc chơi. Vậy là tính tới nay đã có 3 đội mất đi nhiều thí sinh, song team xanh lá commenter Mai Ngô vẫn còn đủ 5 người, gồm Kim Kim, Diệu Thảo, Huy Hoàng, Mím Trần, Nikki Song Phúc. Điều đáng nói hơn là ở cả 4 tập chương trình vừa qua, đội của Mai Ngô chưa hề chiến thắng thử thách chính. Tuy nhiên bằng nhiều lý do, team xanh lá vẫn chưa bao giờ mất đi thành viên nào. Chi tiết này khiến Mai Ngô cùng các thí sinh lẫn khán giả dở khóc dở cười. Thậm chí Mai Ngô còn được gọi mentor sống dai, lì, may mắn nhất lịch sử cho truyền hình trực tế Việt Nam. Người đẹp thẳng thắn chia sẻ về việc vẫn giữ được cả 5 gà triển sau 4 tập Miss International Queen Việt Nam 2023. Đối với Mai, chuyện có 5 thành viên là may mắn hay thực lực, thì đó cũng là nhận xét cảm tính của từng người. Còn việc Mai Ngô ở đây là mentor, là giúp mấy bạn được trải nghiệm và đi sâu vào các vòng nhiều nhất có thể, mong rằng khán giả hiểu và yêu thương Mai. Ngoài ra, Mai cũng nghĩ là mình sống sở lời trời cho. Tại Miss International Queen Việt Nam Đại sứ Hoàn Mỹ 2023, Mai Ngô không chỉ bất khả chiến bại trong việc giữ nguyên đội hình, mà còn là thành me me và truyền cảm hứng với phong cách thời trang ấn tượng. Người xem đánh giá cao sự biến hóa không ngừng của nàng Á hậu Miss Grand Việt Nam 2022, từ cá tính quyến rũ cho đến mạnh mẽ phá cách. Vẫn đi theo đồng mẫu cũ cũng như concept chính của mỗi tập show, nhưng Mai Ngô cùng Stanis Anh Hữu Tài khéo léo vừa nhấn đậm bản sắc riêng, vừa khoe được vẻ đẹp hình thể của cô bằng những chi tiết rất tinh tế. Đồng thời, màn xuất hiện của chân dài sinh năm 1995 tại Miss International Queen Việt Nam cũng được nhiều nhà thiết kế nổi tiếng Việt Nam đứng sau hỗ trợ như Nguyễn Tiến Chuyển, Hoàng Tư Ni, Nguyễn Phúc Tuấn, Nông Nê, Chị Thủy Nguyễn, Ly Tường Vi, Võ Tiến Đạt. Trang phục nổi bật kết hợp với phong thái tự tin cùng bắc dáng nóng bỏng và những phản ứng hài hước với các câu nói làm dậy sóng mạng xã hội nên không có gì lạ khi Mai Ngô luôn chiếm được spotlight ở mỗi tập thi Miss International Queen Việt Nam. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.